Trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, đem tâm thanh tịnh, cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, biên chép phân phát giảng nói cho người khác, đối với nghĩa lý sâu xa không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các loài hữu tình. Các người nên siêng năng tu trần đạo Bồ Tát, đó gọi là bát nhã ba la mật đa. Nếu siêng năng tinh tấn tu học đạo này, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu vớt vô biên các loài hữu tình, chứng được thật tế đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được rất nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm loại thần thông. Ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân đó, do nhân duyên này, được phước đức nhiều không? Trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, đem tâm thành tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên biên chép lại giảng nói cho người khác, để họ hết nghi ngờ nghĩa lý sâu xa, dạy bảo giáo giới các hữu tình. Các người nên siêng năng tu trần đạo Bồ Tát, đó là bát nhã ba la mật đa. Nếu có thể siêng năng tu học đạo này, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu vớt vô biên các loài hữu tình, chứng được thật tế đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước đức của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy các việc các loài hữu tình ở châu thiểm bộ lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình trong bốn đại châu, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, cho đến nói rộng thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy các việc các loài hữu tình trong bốn đại châu lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình trong cõi tiểu thiên, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, cho đến nói rộng thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loài hữu tình cõi tiểu thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình cõi trung thiên, làm cho an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, cho đến nói rộng thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loài hữu tình cõi trung thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình cõi đại thiên, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, cho đến nói rộng thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loài hữu tình cõi đại thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình nhiều như hằng hà sa thế giới khắp mười phương, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, cho đến nói rộng thì ý ông hiểu sao? Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, biên chép phân phát đại giảng nói cho người khác, để họ không còn nghi ngờ nghĩa lý sâu xa, dạy bảo giáo giới các hữu tình. Các người nên siêng năng tu trần đạo Bồ Tát, đó là bát nhã ba la mật đa. Nếu có thể siêng năng tu học được đạo này, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu vớt vô biên các loài hữu tình, chứng được thật tế đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước đức của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, được phước nhiều hơn phước người giáo hóa dẫn dắt rộng rãi các loài hữu tình trong châu thiện bộ, đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông.
Cũng hơn phước giáo hóa là hữu tình trong bốn đại châu đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông. Cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình trong cõi tiểu thiên đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông. Cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình trong một trung thiên thế giới đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông. Cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình trong cõi đại thiên đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông. Cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình khắp 10 phương hàng hà sa thế giới đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đem vô lượng pháp môn vì người khác diễn nói, giảng thuyết trì bày giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý, làm cho họ dễ hiểu, thì sẽ được phước nhiều hơn tự mình lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đạt được công đức vô lượng gấp bội. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, tự mình đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, đem vô lượng môn vì người khác tuyên thuyết rộng rãi, giảng giải trì bày giải thích, phân biệt nghĩa lý rõ ràng, làm cho họ dễ hiểu. Người này được phước nhiều hơn phước trước, vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biên chép trang nghiêm thọ trì đọc tụng, lại có các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân khác, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biên chép trang nghiêm phân phát cho hữu tình, người này đạt được phước nhiều hơn phước người trước, vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biên chép trang nghiêm truyền bá cho các loài hữu tình, lại có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biết hoàn toàn về nghĩa lý, thường dùng nhiều văn nghĩa thâm diệu giảng nói cho người khác, thì người này được phước nhiều hơn phước người trước, vô lượng vô biên. Khi ấy trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, cũng phải dùng văn nghĩa thâm diệu để diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho người khác nghe hay sao? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, có thể dùng các thứ văn nghĩa thâm diệu vì người khác diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thì được vô biên đại công đức. Trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nên vì giảng thuyết nghĩa lý sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa này cho các loài hữu tình nào? Bấy giờ Phật bảo trời đế thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào không biết nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, thế nên giảng thuyết nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân ấy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì đời sau có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nghe người khác giảng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm liền mê lầm thối thất giữa đường. Khi ấy trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà gọi là giảng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bấy giờ Phật bảo trời đế thích: Ở đời sau có các bí sô không thể chuyên tu thân giới, tâm tuệ, trí tuệ thấp kém, cũng như châu dê. Dù họ muốn giảng thuyết chân thật Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các loài hữu tình, nhưng lại điên đảo nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế nào là bí sô điên đảo giảng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa? Nghĩa là bí sô kia vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc hoại nên gọi là vô thường, nói thọ tưởng hành thức hoại nên gọi là vô thường, lại nói như vậy. Nếu hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, như vậy gọi là điên đảo tuyên nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, không nên vì sắc hoại mà quán sắc là vô thường, không nên vì thọ tưởng hành thức hoại mà quán thọ tưởng hành thức là vô thường. Nếu quán sắc cho đến thức là vô thường như vậy, nên biết người kia đã hành tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giảng thuyết bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cho người phát tâm vô thượng bồ đề nói lời như vậy.
Thiện nam tử, đến đây, ta sẽ dạy ông tu học bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Nếu y theo lời ta dạy mà tu học, sẽ mau được an trụ từ sơ địa cho đến thập địa Bồ Tát, sẽ được vô lượng các Phật pháp khác, mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vượt hơn các địa vị thành phần độc giác. Này Kiều Thi Ca, những người kia đem hữu tướng và hữu sở đắc mà làm phương tiện, nương thời phần tưởng dạy tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, đó gọi là điên đảo giảng thuyết tương tự bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, bảo người có chủng tánh Bồ Tát, nếu đối với bát nhã ba la mật đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, sẽ được vô biên công đức thủ thắng. Này Kiều Thi Ca, người kia đem hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện, nói lời như vậy, đó gọi là điên đảo nói tương tự bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, bảo người có chủng tánh Bồ Tát, các ông đối với chư Phật Thế Tôn ở đời quá khứ, vị lai hiện tại, từ lúc mới phát tâm cho đến rốt ráo, có bao nhiêu căn lành đều nên tùy hỷ, nhóm hợp tất cả, vì các hữu tình hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, người kia đem hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện nói lời như vậy, gọi là điên đảo nói tương tự bát nhã và làm mật đa. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đem vô sở đắc làm phương tiện, vì các hữu tình giảng thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa chân thật không điên đảo, thì đạt được phước vô lượng vô biên hay làm lợi ích an vui cho loài hữu tình. Thế quyển thứ 541.